Hello everyone. In this video, I will help you to review what we have learned on the 25th and 26th of February 2023. Vào ngày 25 thì cái lớp ta đã ôn tập lại âm o, o, again, o, o. Bạn lưu ý, âm này là một sự kết hợp giữa âm o và âm o, tức là miệng mình phải nhỏ lại, khẩu hình miệng phải như âm o, nhưng mà mình phải cố gắng tạo ra âm o. Âm o. Ok, again. O. O. Bạn phải đưa miệng về phía trước, chu miệng dài ra. Again. O. O. Nào. Vào ngày 25 tháng 2 thì chúng ta đã tập luyện tập đọc cái câu chuyện ở cuối của cái unit. Thì các bạn cần phải chú ý phát âm của các từ sau. Các bạn hay bị đọc lộn phát âm của các từ sau. Again. August. August. Các bạn hay đọc thành August, thành âm O. Again, khẩu hình miệng phải nhỏ lại. O. August. August. Next one. Prone. Prone. Again. Prone. Prone. Next one. Ball. Ball. Kế tiếp. Water. Water. Next one. Walk. Walk. Lưu ý là từ này các bạn rất là hay bị đọc thành work, work hay là walk, walk. Ok, no, again. Âm O, khẩu hình phải nhỏ lại và đẩy đưa dài miệng ra phía trước. Again, O, walk, walk. Fork, fork. O, O. Homework. Các bạn sẽ luyện tập đọc các từ vựng sau để cô sẽ yêu cầu trả bài, yêu cầu các bạn đọc các từ vựng này trước khi vào lớp vào ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 3, 2023. Next one. On the 26th of February, we have learned. Vào ngày 26 thì chúng ta cũng tiếp tục với lại cái chủ đề What did you do? Bạn đã làm gì? Ok. Chúng ta đã ôn tập lại các từ vựng về housework hay là về chores, công việc nhà. Chúng ta cũng đã học thêm một từ mới, đó là từ also. Also, cũng. Công thức sẽ là chủ ngữ cộng với từ also và cộng với hành động. Lưu ý, also sẽ đứng trước chủ ngữ, đứng trước hành động. Ví dụ, I like cake and I also like cookies. Next one. Help. Help someone to do something. Mình giúp ai làm việc đó. Làm việc gì đó thì chúng ta phải có từ to đứng ở đằng trước cái hành động. I help my mom to clean the floor. Lưu ý, từ to ở đây thì bạn có thể có từ to hoặc cũng có thể không có. Ví dụ, nếu như chúng ta sẽ có công thức đó là I help someone do something. Vẫn đúng. Vậy, cô sẽ nhắc lại. Chúng ta có công thức là help someone to do something hoặc help someone do something. Cả hai công thức này đều giống nhau và chỉ có khác cái cách sử dụng, đó là một cái thì có từ to, một cái thì không. Nhưng mà dù bạn sử dụng cách nào thì nó vẫn đúng. Cho nên, ví dụ ở đây chúng ta có thể là I help my mom to clean the floor hoặc I help my mom clean the floor. Cả hai cái đều đúng. Next one. Want to cộng với hành động, nghĩa là bạn muốn làm gì đó. Ví dụ, I want to help my mom. I want to help my mom. Bài tập. Thì vào Chủ nhật vừa rồi chúng ta đã làm cái bài tập, các bạn đã làm bài tập tại lớp, đó là viết đoạn văn kể lại việc bạn làm vào cuối tuần vừa rồi. Sử dụng các câu hỏi dưới đây như gợi ý. Và đoạn văn phải có ít nhất 11 câu. Đây là các câu hỏi gợi ý của bạn. What did you do last Saturday morning, afternoon, evening? Và câu hỏi phụ là who? Ai? Who did you do those with? Bạn làm những cái việc đó with, với ai? Next one. What chores? Cái việc nhà gì? What chores did you do last Saturday morning, afternoon or evening? Bạn đã làm những việc nhà gì vào thứ Bảy, sáng thứ Bảy, hoặc trưa thứ Bảy, hoặc chiều thứ Bảy vừa rồi? Next one. What did you do last morning, afternoon or last Sunday morning, afternoon or evening? Bạn đã làm những việc gì vào sáng Chủ nhật, hoặc buổi trưa, hoặc sáng, hoặc trưa, hoặc chiều Chủ nhật vừa rồi? Và who?
ai, who did you do those with, bạn đã làm những cái việc đó với ai. Và cũng tương tự, what chores, những việc nhà gì, did you do, bạn đã làm last Sunday, bạn làm những việc nhà gì vào chủ nhật vừa rồi. Ngoài ra, did you do have a trip with your family last weekend, bạn có đi du lịch, bạn có một cái chuyến đi nào với gia đình mình vào cuối tuần vừa rồi không, last weekend. If yes, nếu có, bạn sẽ trả lời thêm hai câu hỏi dưới đây. Where did you go to in the trip, bạn đã đi tới đâu trong cái chuyến đi đó. And what did you do in the trip, trong chuyến đi đó bạn đã làm gì. Và lưu ý, bạn đã phải sử dụng các từ nói also, but, because, so. Ngoài ra, bạn cần sử dụng các từ nói các câu là first, then, next, after that, finally. Lưu ý là trong bài sửa của các bạn tại lớp thì các bạn có lẫn lộn cái việc sắp xếp giữa các câu hỏi. À, lưu ý những việc nào mà bạn đã làm hết vào ngày thứ bảy thì bạn hãy kể hết những việc bạn đã làm vào ngày thứ bảy. Sau đó rồi chúng ta mới sang những việc bạn làm vào ngày chủ nhật. Ok, thì các bạn sửa lại cái bài sửa sửa lại cái viết sửa lại đoạn sửa lại cái đoạn văn cô đã chỉnh cô đã sửa cho các bạn trên lớp. Các bạn viết lại một đoạn văn hoàn chỉnh, sửa hết tất cả các lỗi và sau đó nộp lại cho cô vào ngày chủ nhật. Cô sẽ chấm lại vào ngày chủ nhật. Ngoài ra, đây và ở đây là có một cái ví dụ các bạn có thể xem để mà sửa theo. Nhắc lại, những việc nào bạn đã làm hết vào ngày thứ bảy thì hãy kể hết. Sau đó vào chủ nhật thì bạn sẽ kể hết những việc bạn làm vào ngày chủ nhật. Nhắc lại, các bạn sẽ học thuộc cái đoạn văn đã làm trong cái phần bài tập vừa rồi và cô đã sửa cho các bạn tại lớp. Các bạn sẽ viết lại thành một đoạn văn hoàn chỉnh vào trong tập hoặc giấy để nộp lại vào chủ nhật để ý cô sẽ sửa lại xem các bạn có mắc lỗi gì không. Và thứ hai là các bạn sẽ phải học thuộc cái đoạn văn. Cô sẽ gọi một số bạn để ngẫu nhiên trình bày vào ngày chủ nhật, ngày 5 tháng 3. Next one, các bạn sẽ luyện tập phần trả lời lại các câu hỏi trong phần tài liệu và bài tập cô đã phát. Các bạn là mất tài liệu thì có thể xem lại tài liệu cô gửi trên nhóm và chép lại tài liệu vào tập. Ok. Rồi. Đây là bài tập cô đã phát cho các bạn vào ngày 19 tháng 2. Các bạn nào mà còn các bạn sẽ làm trong tài liệu, các bạn sẽ xem những cái mẫu câu hỏi và làm bài tập bài tài liệu này. Bài tập số 1, Listen and Circle. What did she do last weekend? Trong bài này các bạn sẽ nghe một cô gái nói về cái việc mà cô had a trip, cô đang đi du lịch tới một cái chỗ nào đó vào cuối tuần rồi. Bạn sẽ nghe và khoanh tròn những cái việc mà cô ấy đã làm. Ví dụ như cô ấy nói last weekend I went to London. Vậy thì bạn sẽ khoanh tròn cái chữ letter A của chữ went to London. Còn những việc nào mà cô không nói, không nhắc tới trong cái bài nói, trong cái bài nghe thì bạn sẽ không khoanh tròn. Cô sẽ gửi file nghe, nhờ phụ huynh mở file nghe trên Zalo cho các bạn nghe. Bài tập thứ hai, đây, Ask and Answer. Cô đã yêu cầu các bạn luyện tập các câu hỏi này vào tuần trước. Và các bạn cũng đã luyện tập và chơi trò chơi thực hiện luyện tập trả lời câu hỏi này và chơi trò chơi ở trên lớp, thì các bạn sẽ luyện tập lại thêm một lần nữa. Và cô lần này cô sẽ trả bài các bạn vào cô sẽ hỏi các bạn và trả hỏi các bạn để trả bài vào đầu chủ nhật tuần này, ngày 5 tháng 3, trước khi các bạn trả lời vào lớp. Lưu ý, nhắc lại, với các câu hỏi với những cái thời gian dài như là yesterday morning hay là on the first day of Tết holiday, vào ngày thứ nhất của Tết, thì các bạn sẽ phải trả lời cho cô ít nhất 3 câu. Ví dụ với câu này, what did you do on the first day of Tết holiday? Bạn đã làm gì vào ngày đợt ngày thứ bạn đã làm gì vào ngày đầu tiên của Tết holiday? Thì bạn sẽ trả lời cho cô bằng ba, do là vào cái này là vào ngày đầu tiên của Tết, tức là một thời gian rất là dài, cho nên bạn không thể nào chỉ trả lời bằng một câu được. Bạn đâu thể nào chỉ làm một việc trong vào ngày đầu tiên của Tết được, cho nên bạn sẽ phải trả lời ít nhất là ba câu với ba cái hoạt động. Bạn sẽ bắt đầu bằng first, I dressed in new clothes, then I visited my grandparents. Next, or finally, cuối cùng, I went home and ate bánh chưng. Ok, rồi.
Thì đây, nhắc lại, với những câu mà có cái khoảng, như với những câu hỏi mà có khoảng thời gian dài như là cái câu này, ví dụ như là on the first day of Tết holiday, vào ngày đầu tiên của Tết, hay là yesterday morning, sáng ngày hôm qua, hoặc là yesterday, hoặc là ngày hôm qua, hoặc là last Saturday, vào thứ bảy vừa rồi, tức là những cái câu mà có khoảng thời gian rất là dài, thì cô hy vọng, cô muốn các bạn sẽ phải trả lời cho cô ít nhất là bằng 3 câu với 3 hoạt động khác nhau. Okay, and this is the end of the video. Thanks for watching.